Xin chào các bạn nha. Thưa các bạn, tại Khang Audio hôm nay chúng tôi làm một cái video để chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm sử dụng các cái chuẩn dây tín hiệu từ các cái đầu đọc trong xe audio ra ampli và liên hệ giữa các cái đầu đọc với nhau. Như các bạn biết là trên thực tiễn thì có rất nhiều các quốc gia sản xuất các cái thiết bị audio và nó cho ra rất nhiều các cái chuẩn giác cảm khác nhau. Nhìn một cách tổng quan thì tôi thấy là nó phổ biến ở một số các cái giác như thế này. Và các bạn sẽ gặp phải và trong quá trình chơi thì các bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mà mua phải những cái thiết bị đó. Thứ nhất là có cái chuẩn giác này, người ta gọi là chuẩn giác ba lăng. Đã, hay dùng ở trong các thiết bị cao cấp cũng như là trong đồ biểu diễn. Cái chuẩn giác thứ hai là chuẩn giác hoa sen. Chuẩn giác này người ta cũng trở thành phổ biến trên thế giới rồi. Cái chuẩn thứ ba là chuẩn 6 ly. Chuẩn 6 ly này cũng hay dùng ở các thiết bị cao cấp và đặc biệt là trong đồ biểu diễn, trong micro, rồi là trong các cái giác cắm ra các thiết bị chơi như guitar, rồi là các nhạc cụ. Chuẩn thứ ba là chuẩn tiếp theo là chuẩn 3.5 ly. Chuẩn này nó cũng dùng cho các cái thiết bị hiện đại, rồi là đồ đạc nó nhỏ gọn thì người ta cũng làm rất nhiều cái chuẩn này. Chuẩn này gọi là chuẩn stereo 3.5. Và một cái chuẩn châu Âu nữa, giác tín hiệu là chuẩn 5 chân. Cái chuẩn này thì thưa các bạn rằng là hay ở các cái đồ Đức, đồ Âu, đồ Anh cũng rất là nhiều các cái chuẩn này. Và một cái chuẩn chuyển đổi đó là chuẩn từ cái cáp quang sang RCA nhé. Cáp quang thì các bạn biết rồi, nhưng mà đây lại là từ cáp quang sang RCA thì chúng tôi muốn khoe với các bạn đây. Ngoài ra thì từ các cái chuẩn giác này người ta có rất nhiều các cái biến thể, mà ngay tại đây tôi sẽ dùng các cái giác biến thể đó để tôi muốn mô tả cho các bạn để các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng. Ví dụ như là cái giác này là giác ba giác ba lăng, nhưng mà các bạn lại muốn chơi RCA thì làm thế nào? Thì người ta làm ra một cái bộ chuyển đổi là ba chân ra RCA hay gọi là ra hoa sen. Thì đây các bạn nhìn thế này. Đó. Là xong. Cắm cái này vào giác ba lăng và cắm cái hoa sen vào thì các bạn có được cái chuyển đổi từ ba lăng ra hoa sen. Thế rồi các bạn lại có cái chuyển đổi là chuyển đổi từ giác 3.5 ra hoa sen. Những cái giác này thì các bạn thấy rằng là các bạn hay sử dụng khi là các bạn dùng những các thiết bị điện thoại, rồi tivi, rồi các cái đầu nhỏ nhỏ đấy. Muốn chuyển cái tín hiệu đó ra hoa sen thì các bạn chỉ có việc cắm vào đây như này là xong thôi. Nhá. Cắm cái đây là stereo các bạn nhé, yên tâm. Là ok. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là ok nhá. Đấy, đây là cái chuẩn. Rồi các bạn lại có một cái chuẩn gọi là chuẩn 3.5 nhưng lại ra 3.5. Ví dụ như các bạn đang dùng một cái tai nghe, đúng không? Các bạn dùng một cái tai nghe thì các bạn cắm vào đây để ra nghe một tai nghe thông thường, nhưng mà lại muốn một cái tai nghe riêng cơ thì lại được thành hai cái tai nghe như thế này. Đấy, rồi là chuẩn 6 ly ra hoa sen. 6 ly ra hoa sen với một các cái chuẩn mà stereo này thì các bạn cũng rất là yên tâm cắm nó vào đây. Các bạn nhìn thấy ạ, 6 ly ra hoa sen rất là tiện. Các bạn chỉ chỗ nào mà có chuẩn 6 ly này mà muốn ra hoa sen thì dùng cái giác này các bạn nhé. Thế gọi là hoa sen ra hoa sen, tức là hai cái giác hoa sen cắm vào một để ra một cái. Thì trường hợp này nó ở đâu? Các bạn hay thấy ở cái loa súp nó chỉ có một cái giác hoa sen thôi, và tín hiệu từ âm ly của các bạn vào từ đầu đọc của bạn là có hai đường, thì các bạn cắm vào đây và cắm vào cái loa súp là xong nhé. Thế và cái chuẩn 6 ly đi 6 ly. Ví dụ như là các bạn muốn hai người cùng hát cho cái micro, hai người cùng hát trên một cái đường jack tín hiệu này thì các bạn cắm như thế này thì các bạn có được hai người cùng hát khi mà các bạn muốn chia làm hai phần. Thế rồi cái khẩu nữa là khẩu chuyển đổi, khẩu kết nối. Ví dụ như là bạn nó bị thiếu dây, bạn dùng nó cho nó dài ra thì bạn cắm hai cái đầu này vào đây thì là cái jack này gọi là jack nối. Đấy, jack nối hoa sen rất là tiện nha các bạn nhé. Và thế và thưa các bạn, có một cái giác nữa chuyển đổi biến thể, tức là dân châu Âu thì hay dùng giác 5 chân để chuyển tín hiệu, nhưng mà thực tiễn về Việt Nam thì rất nhiều người bạn chơi lại không có những cái giác này phổ biến, cho nên là dân chơi, dân độ chế người ta có độ ra một cái giác chuyển đổi là từ 5 chân ra hoa sen. Cái này là hiện nay những người nào chơi đồ châu Âu là ai cũng biết đến cái giác này, và cái này thì cũng được bán tại Khang Audio các bạn ạ. Thế và một cái giác nữa cuối cùng, cái biến thể chuyển đổi cuối cùng là trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì chơi audio
các bạn sẽ thấy có rất nhiều các cái nguồn tín hiệu là quang, đặc biệt là ở TV, ở các cái internet cũng như vân vân. Thế thì bây giờ tôi muốn lấy cái tín hiệu quang này ra thành tín hiệu analog thì tôi sẽ sử dụng một cái bộ chuyển đổi này. Thứ nhất là có một cái đầu jack USB cắm vào TV để lấy nguồn điện dùng. Sau đó rồi cắm cái tín hiệu cáp quang một đầu vào TV, một đầu cắm vào cái ổ chuyển đổi này. Và còn lại là sau khi chuyển đổi xong thì cái này chúng ta sẽ lấy được tín hiệu RCA ra để cho vào âm vi. Thì đây là bộ chuyển đổi tín hiệu từ quang sang analog. Vâng, thưa các bạn, là Khang Audio vừa mới làm một cái video để chia sẻ với các bạn rằng là chúng tôi cũng thông qua cái video này để chia sẻ một cái số các cái kinh nghiệm chơi để sử dụng chọn lựa cũng như là định nghĩa, định danh một số các cái vật tư, các cái jack chuyển đổi trong treo audio để các bạn hình dung và các bạn cũng cảm thấy thuận tiện khi mà các bạn sử dụng các cái thiết bị của mình mà nó có những các cái chuẩn nó đặc biệt nó cần phải chuyển đổi, thì chúng tôi có mô tả các cái thiết bị cho các bạn biết. Tất cả các cái thiết bị này được bán trên thị trường khá là phổ biến và tên gọi của nó thì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn. Các bạn gặp khó khăn gì thì các bạn liên hệ để chúng các bạn mua các cái thiết bị này là sẽ rất là dễ dùng khi mà kết nối các cái thiết bị đầu đọc với âm ly trong gia đình của các bạn nhé, các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.